Xin chào toàn thể các bác đang xem kênh Gia Huy Audio nhá. Ngày hôm nay thì em xin làm video này để hướng dẫn cho các bác cách để chúng ta có thể set tần số tay mic vào đầu thu này. Đấy. Hoặc là các bác khi bác mua hàng về các bác dùng mà không may các bác ấn nhầm nó bị lệch cái tần số này đi, nó không bắt được nữa, hoặc là trẻ con nó nghịch nó ấn thì các bác có thể lấy lại bằng cách như sau. Đây các bác sẽ dùng các bác ấn ấn nút nguồn nhá để cho tay mic nó sáng lên này. Và trên cái đầu thu thì hầu hết các dòng đầu thu trên thị trường nó sẽ có cái chữ IR hoặc là chữ SILC này. Đấy, nó chính là cái mắt thần của nó để chúng ta có thể set. Có những đầu thu thì nó có hai mắt, có đầu thu thì nó chỉ có một mắt dùng chung thôi. Và cái cách này của em thì các bác có thể sử dụng hầu hết tất cả các cái dòng đầu thu trên thị trường nhá. Nó sẽ tương tự như nhau thôi, nó sẽ dùng như nhau. Chúng ta sẽ để cái màn hình của cái tai mic sát vào thẳng vào cái mắt này, cách khoảng độ 3 đến 4 cm. Đấy. Sau đó các bác nhìn ở trên đầu thu này. Đấy. Nếu như mà cái đầu thu nào mà nó không khóa ấy, thì các bác cứ thế các bác ấn nút set là nó sẽ tự động tìm kiếm đấy. Ví dụ như cái đầu cái này là không khóa này, các bác ấn là nó sẽ tìm kiếm này. Là các bác chỉ cần cho tay vào thôi là nó sẽ dò. Đấy, ok, nó dò xong rồi đấy. Các bác thấy nhanh không? Lên 1 2. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Lên. Đó. Như vậy là nó đã dò xong rồi nhá. Đấy. Còn ví dụ như những cái mà nó bị khóa thì các bác sẽ làm như nào? Cái này là cũng chưa khóa này. Thử tắt đi xem nào. Cái này là chưa khóa nhá. Đây, ví dụ như thế này. Đây em lấy ví dụ như con này nó đang khóa này. Thì các bác ấn ấn này, các bác ấn không được này. Đấy. Ấn nó sẽ bắt các bác phải mở khóa nhá. Vậy thì sẽ mở khóa như thế nào? Thì chúng ta sẽ ấn nút set này, sau đó chúng ta sẽ ấn nút bên cạnh này. Đấy. Có thể ấn nút trên nút dưới nhé để cho nó về chữ lock up nhé, lock up là nó mở khóa này. Sau đó các bạn ấn ok này, nút set này là ok này. Đấy, bây giờ chúng ta có thể chỉnh được rồi. Đấy. Set bằng tay hoặc là set tự động. Vậy thì set tự động như thế nào thì các bác lại ấn cái nút set này. Đấy, cho nó hiển thị cái tìm kiếm này. Đấy, các bác nhìn nó tìm kiếm nhá. Chúng ta lại cho cái tay mic vào đây. Ok, nó lại dò sang tay bên này rồi. Đấy. Lên 1 2. Đấy, ok, 1 2. Alo, 6 bẹt lên. À, rất là đơn giản nhá. Khi mà dò xong thì các bác muốn tránh lần sau mà trẻ con nó nghịch nó không bấm được nữa thì các bác khóa nó lại bằng cách chúng ta sẽ ấn nút set. Ấn phát nữa, lock up này, chúng ta sẽ ấn mũi tên lên trên. Lock on, chúng ta bấm ok. Đấy, bây giờ nó khóa rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta ấn thì chúng ta phải mở khóa mới ấn được. Đó. Rất là đơn giản đấy các bác nhá. Cách này thì các bác có thể sử dụng đến 80-90% các cái dòng đầu thu trên thị trường đều có thể sử dụng tương tự như thế này. Thì, thời gian gần đây có rất nhiều bác hỏi em về cách để chúng ta có thể set up tay với tần số vì nhiều bác mới sử dụng các cái đầu dòng đầu thu mic không dây nên là nhiều bác vẫn còn chưa biết thì em làm video này để hướng dẫn cho các bác nhá. Các bác xem video thấy hay ý nghĩa thì cho em xin một nút like nhé. Các bác nào chưa đăng ký kênh đăng ký ủng hộ giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhá.